Chào anh chị nhá, em Hiệp bên công ty T và H Việt Nam. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 2024. Bên em đi giặt thảm, giặt ghế sofa cho công ty EI ở 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đấy, thì hôm nay ở đây một cái văn phòng rất là rộng. Đây em quay văn phòng anh chị xem nhá. Đấy, rất là nhiều giấy tờ và bàn ghế. Rất là rộng và rất là nhiều ghế sofa cần phải giặt, thảm cũng rất là nhiều. Và rất là bẩn. Đấy. Thấy các vết thảm bẩn đây. Đấy, đây, vết. Đấy. Nếu anh chị nào có nhu cầu giặt thảm, giặt ghế sofa ở Hoàn Kiếm, Hà Nội thì liên hệ với T và H Việt Nam nhá. Đây là đội quân của T và H Việt Nam. Rất là nhiều ghế và giặt rất là lâu, phải mất 2 ngày. Có mọi người đang rất là cố gắng để hoàn thành, để đến thứ hai công ty bắt đầu đi hoạt động bình thường. Nếu anh chị có nhu cầu giặt thảm, giặt ghế sofa liên hệ với T và H Việt Nam nhá. Đây là đội giặt ghế 3 người, một người trà, một người hút và một người trà hóa chất. Còn đây là đội kính, một người đang đi làm kính. Ngoài ra còn một đội nữa cũng giặt ghế, do ghế là quá nhiều. Còn một cô đang đi cạo. Còn em thì có quay phim thôi. Vẫn còn một cô ở đâu ấy nhỉ? 7 người mà. Đây đấy là à đúng rồi. Ông ơi chào ạ. Nhưng mà nó bị lỗi tí cho giặt lại thôi. Kệ kệ kệ, giặt lại một tí thôi. Nãy nó sumo ở trên nó nhiều quá. Không sao. Giặt lại cho sạch hơn tí không sao. Có, nó bị lỗi à. Không. Chú ý giặt cái thành ở trên này không. Rồi, cảm ơn chị đã xem video của T và H Việt Nam nhá. Sẽ quay 4 phút 44 giây. 4444 số 4. Thôi được rồi bà Diệp ạ. Sạch rồi đấy. Thôi không phải giặt lại nhiều quá đâu. Thế là nốt đấy đi. Thôi thì làm hàng đấy.